Alo, xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tướng siêu khủng và tướng tên tiếng Việt. Đó. Đầu tiên để tạo tướng siêu khủng và tên tiếng Việt, tên tướng là tên tiếng Việt, mình các bạn sẽ tải cho mình hai tool. Tool đầu tiên sẽ là Cheat Engine. Chắc mình sẽ đưa link Cheat Engine ở phía dưới video nhé. Và một tool nữa của một bạn nào đấy mình không rõ tên. Đây này, mình có để trên fanpage này. Đây này, một cái blog của một bạn nào đấy thì đấy, các bạn ấn vào đây này. Đấy, của bạn này mình không biết tên bạn là gì. Đây này, blog này, Green Pig, con lợn này, con lợn xanh này, 83, các bạn này sinh năm 83 này. Blog Spot, blog của một bạn Green Pig 83. Rồi mình các bạn kéo xuống đây, số 17 này. Làm nào đầu tiên sang tiếng Việt này, các bạn đào cái tool của bạn ấy về. Tool này của bạn ấy là để đọc cái file, cái file tên của tướng mình tạo mà nhanh gọn lẹ. Rồi mình đã tải về xong, đâu nhỉ, đây đây đúng không, đúng rồi, cái tool ấy mình vừa tải. Đây đây chính là cái tool đổi tên này, đây là cái tool sửa chỉ số này. Rồi mình sẽ cài đặt cái cheat engine này nhé, ấn đúp vào. Cheat Engine sẽ chạy run 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 run, nó đang load đây này. Sao lâu thế nhỉ, máy mình cũng đây. Nó sẽ chạy nên các bạn ấn next này. Tôi accept này, tôi chấp nhận các thứ điều khoản ABC này, next tiếp này, next này, next này. Nó sẽ tự cài đặt, không sao, tự dưng máy mình tự dưng load lâu thế nhỉ. Install này, Next này, Finish này, nó hiện cái này nâu no đi. Rồi chúng tớ mình đã vừa mới cài đặt xong cheat engine để chỉnh sửa chỉ số. Rồi các bạn mở game lên. À đây là mình mở game Crack nhé các bạn nhé. Các bạn dùng Crack của mình xong rồi chỉ việc chạy cái icon ở desktop này thôi này. Nếu như mất cái icon này thì các bạn cho mình nói sau về cái này vậy. Nói về cheat đi, cái cheat chỉ số này đi. Rồi tạo tướng ở đây nhỉ, chỗ này tạo tướng đúng không nhỉ, mình chưa 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 tạo, mình nãy mình thử tạo hai tướng này này, mình cũng chưa có chưa chưa đây là gọi là mình vừa mới ngồi vọc cái này cũng 2 phút, cách cách đây có 2 phút. Đây mình vừa mới tạo tướng này, tên tiếng Việt này, chỉ số máu này 99.000 này, vũ lực này 9.900 này, chí lực mình chưa edit này. Đó bây giờ mình sẽ tạo nhá, tạo như nào. À đây 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 đây, mới tăng võ tướng vãi. Rồi cái này cái gì, à cái này là sửa diện mạo này. À đây 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 đây, cái năng đây các bạn sửa thuộc tính của tướng, những cái này cho các bạn đỉnh hơn mình. Chiến kỹ, cái này là kiểu ở đây này, game này nó chia kỹ năng theo màu này, màu tím là xịn xịn này. Thôi biến ma quá, làm cái khác đi. Đây sửa chỉ số các bạn vào cái này, năng lực này. Rồi sửa chỉ số như thế nào đấy nha, muốn sửa chỉ số của một tướng mình mới tạo, ấn vào năng lực thuộc tính này. Các bạn mở cheat engine lên, mình vừa ấn alt tab này, nó hiện như này, alt tab. Đó rồi mình sẽ, các bạn nhìn cái hình cái computer có cái kính lúp này, ấn vào nó. Đó các bạn nhìn thấy cái icon của Sango 8 này, 000 SG8.exe này. Đấy các bạn chọn lên nó nhé, đấy, chọn lên nó, ấn open này. Đó các bạn chọn đường thì nó sẽ ở đây nó hiện SG8.exe này. Rồi xong, bây giờ mình sẽ sửa chỉ số đầu tiên mình sửa sẽ là sự thể lực nha. Các bạn nhìn là 1.700 này, mình gọi đây 1.700 này, mình sẽ ấn first scan này. Đó nó sẽ kiếm ra một đống chỉ số. Rồi sau khi mình first scan xong, mình sẽ thay đổi chỉ số 1.700 này đi, tăng lên này 1.930 này, mình sẽ gõ vào đây 1.930 này, rồi ấn tiếp vào next scan nhé.
Đó, mình đã tìm ra được cái chỉ số này, next scan. Các bạn ấn đúp vào đây nó sẽ chạy như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đúp vào này, đấy, nó nhảy xuống đây này. Đấy, xong các bạn chọn vào cái 1930, các bạn ấn đúp vào. Đó, các bạn sửa chỉ số theo túy 9 tỷ cũng được. Ở đây mình ghi nó là 900.000 nhé, 999.000 máu. Đó, vậy là mình đã sửa xong chỉ số thể lực của con tướng này đã là 999.000 rồi. Ở đây nó chưa hiện đâu, chắc mình ấn vào xác nhận này nó sẽ hiện luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa tiếp vũ lực. Hiện tại là 50 nhá. Các bạn muốn sửa vũ lực các bạn gõ vào new scan này. Gõ 50 này, 50. Các bạn làm đúng theo trình tự các bước mình ghi nhá. Mình gõ 50 xong mình ấn first scan này. Đó, mình đã tìm được một đống chỉ số. Đấy, xong đó mình sẽ thay đổi chỉ số này. Mình ấn tiếp này. Mình đã thay đổi nó thành 59. Mình gõ là 59 này. Hay chết 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 59 mà 59 này. Đó, mình gõ 59 xong mình ấn next scan. Mình đã tìm được cái chỉ số 59, ấn đúp vào, nó sẽ nhảy xuống đây. Đó, xong đó mình ấn đúp về số 59 này. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa được giá trị của nó, mình sẽ ghi là 90.000 này. Đấy, vũ lực của nó sẽ là 90.000 hoặc các bạn gọi 9 tỷ 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 cũng được. Thôi, to quá, im bạc quá. Mình cho 90.000 đấy nhá. Đó. Rồi. Sửa luôn cả trí lực nhá. Trí lực của mình hiện tại là 50 này. Mình lại new scan này, 50 này. First scan này. Thay đổi chỉ số của trí lực này. 59 này. Có 59 vào này. Next scan này. Tìm ra chỉ số này, ấn đúp vào này. Ấn đúp vào số 59 này. Có 90 900.000 này. Ok này. Xong. À, cái gì đây? Cái nghĩa lý này là cái gì? Thôi, chả cần chỉnh đâu. À, các bạn chỉnh chán rồi thì các bạn gõ xác nhận. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Năng lực thuộc tính của con này đã ghi là cơ sở thể lực đã 900.000 máu này. Cơ sở vũ lực là 90.000 này. Cơ sở trí lực là 900.000 này. Đó, thế thôi. Cái gì nữa đây? Rồi, bây giờ làm nào. Sao nó không cho mình ấn xác nhận nhỉ? Sai cái gì vậy? À, chưa chưa ghi tên. Tên này gì? Tên tiếng Trung Quốc à? Rồi các bạn Alt Tab đó nhá, mình sẽ mở trình duyệt lên nhá. Mình gõ Google dịch nhá. Google dịch này, đấy các bạn chọn bất kỳ này. Bên này là sẽ tiếng Trung này, bên này một tiếng của ngôn ngữ bất kỳ, tiếng Anh, tiếng Việt cũng được này. Tiếng Trung này. Đó. Cứ là tiệm cứ bên này là tiếng Trung là được đấy, các bạn copy cái này này. Sao chép này. Tiếp vào đây nhá, ấn này, con chó nó hiện này, Can Chun V này. Can Chun V này. Can V này. Can Chun V này, rồi, xác nhận. Đó, mình đã ghi được tên tiếng Trung. Xong. Mình đã tạo được một tướng có tên là gì gì đấy. Tuổi thọ 70, cơ sở thể lực là 900.000 9 máu, cơ sở trí lực là 99.000 máu, cơ sở chỉ gì đọc méo hết cả mồm. Rồi, bây giờ nói chung là mình đã tạo được một tướng mới. Xóa đời hai cái thằng này đi. Mình đã tạo được một tướng mới tên Trung Quốc và chỉ số bá đạo rồi. Xong, sau khi tạo xong thì đóng nó lại. Thoát nó ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi tên của tướng này sang tiếng Việt. Sử dụng cái tool đây này, cái tool nãy mình bảo các bạn đào trên blog của bạn Greenpeak 83. Các bạn mở cái tool lên. Ấn vào Open File này. Các bạn chọn ổ C này. Các bạn gõ cho mình cái ô tìm kiếm này, user này. USR này, xong Z này, O y dài này, Enter này. Đấy các bạn đợi tí nha, cái chỗ này nó ghi setting là nó đang tìm kiếm đấy. Đang tìm kiếm cái gì đó tên là Ujoy này. Ujoy là tên của hãng sản xuất cái game này đấy. Đó, mình đã tìm được cái folder tên là Ujoy rồi, ấn đúp vào nó. Ấn đúp tiếp vào sang ngò 8. Ấn đúp tiếp vào Global Shape. Ấn đúp tiếp vào chả biết là cái nào luôn, ấn cái này cũng được. Đó, các bạn nhìn tìm thấy file là CalStormLeader.py này, chọn này nó. Open.
Đó, nó sẽ trải ra đây là cái tướng mình vừa mới tạo này, tên có hai, thì các bạn sửa ba cái này cho mình nhé. Thì họ này, mình họ Lê này, tên mình là Nam này, danh xưng mình, danh xưng là gì, Sâu đấy. Sâu tiếng Anh là mình Phương Nam đấy. Đã xong, xong nhấn save, thế thôi. Vậy là các bạn đã edit được tướng tên tiếng Trung Quốc thành tên tiếng Việt. À, không biết nó có cho có dấu không nhỉ? Mình không không nhớ. Các bạn thử ghi có dấu vào xem có được không nhá. Mình nghĩ là được. Quên đấy, mình không test. Đó. Vậy là mình đã vừa mới tạo xong một tướng có chỉ số khủng và có tên tiếng Việt. Mình vào kiểm tra kết quả thôi nhá. Đó đây, võ tướng tên là Lê Nam này, danh là Sao này, tuổi thọ 70 này, cơ sở thể lực đại. Rồi, vậy là chúng ta đã tạo xong một tướng với chỉ số khủng, tên tiếng Việt. À, mình nhắc nhẹ các bạn, bạn nào chơi crack nhá, nếu mà các bạn ấn xong thì các bạn chỉ việc dùng cái icon ở bên ngoài desktop này các bạn chạy thôi. Còn nếu mà các bạn bị mất cái icon này này, các bạn vào cái folder Steam này, các bạn vào cái folder Sango 8 này, các bạn vào cái Nam này, các bạn kéo 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 xuống đây tìm lấy cái file nào nhỉ, cái file à đây, cái file này này các bạn nhìn này, để ý nhé, một cái file hình răng cưa này, có chữ svk.bat này, các bạn xem tù là desktop mà được, thế thôi. Và các bạn đã đúp vào đây được là các bạn chạy được game lên thôi. Đó, thế thôi nhá. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo được một tướng chỉ số khủng và tên tiếng Việt rồi. Đó, thế thôi. Chào nhé.